Em tưởng anh ở nước ngoài sống rất thoải mái, có ai ngờ đâu. Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Chắc cô ấy cũng đang mong anh có thể sống vui vẻ. Cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Vào đi. Tìm tôi có việc hả? Phải, ngồi đi. Là như vậy, Alex muốn điều một người từ nhóm của cậu sang giúp cậu ấy phát triển nghiệp vụ. Tôi cho rằng không có vấn đề gì và muốn nghe ý kiến của cậu. Người đó là Tô Mạn. Đúng vậy. Bản thân Tô Mạn cũng nói muốn chuyển sang nhóm chúng tôi, nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Được thôi, nếu nhân viên muốn chuyển qua nhóm khác và nhóm đó cũng đồng ý thu nhận, tôi không có ý kiến gì. Lễ Thành, theo tôi nghĩ thì trong trường hợp này, điều Tô Mạn đến nhóm Alex, cô ấy sẽ có cơ hội phát triển. Còn nếu ở lại nhóm của cậu, dù ít hay nhiều cũng bị hạn chế bởi những yếu tố khác. Tôi hiểu, đồng ý. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì, cô ấy tin anh, tôi cũng rất vui. Bản thân Tô Mạn rất có năng lực, nhưng mà MC chúng ta trước giờ ngoài khả năng nghiệp vụ vẫn rất coi trọng khả năng giao tiếp và sự phối hợp theo nhóm, thậm chí là nhân tố tính cách. Cho nên với tư cách cá nhân, tôi đề nghị thời gian thử việc nên kéo dài thêm 2 tháng nữa. Việc này tôi không ý kiến nữa. Người anh nên hỏi bây giờ là nhóm trưởng mới. Thôi được rồi, vậy thì 2 tháng đi. Ừ, tốt. Lê Thành, cậu về được rồi. Được. Chào anh. Cảm ơn anh đã nhường lại Tô Mạn. Nghe anh nói như vậy, tôi tưởng cô ấy là món đồ. Tất nhiên không, cô ấy là một con người sống tình cảm, cho nên cô ấy muốn chuyển qua nhóm tôi. Tốt quá, từ giờ có anh chăm sóc tình cảm cho cô ấy, tôi đỡ mệt rồi. Wow, tăng liền 3 cấp. Tô Mạn vừa được vào nhóm của Tống Tổng, vừa được làm chuyên viên đầu tư. Lần trước bị Lục Tổng la te tua, nếu mà là tôi cũng muốn đi nữa. Còn phải xem Tống Tổng có nhận cô ta hay không. Mọi người nói coi, cô Tô này có phải là có người chống lưng hay không? Chắc chắn có rồi. Đúng vậy á. Không hề đơn giản. Nè, Tô Mạn, Tô Mạn chào. Chúc mừng cô nha. Cảm ơn. Thôi, chào mọi người nha. Chúc mừng cô. Xin chào, cảm ơn. Tô Mạn, hey, chúc mừng nha. Nhớ là đừng quên chúng tôi đó. Tất nhiên là không quên anh rồi. Chuyển qua chỗ khác rồi đừng quên chúng tôi nha. Thôi đừng chọc tôi nữa mà. À, hay là chiều nay tôi mời mọi người đi ăn nha. Mọi người thích ăn gì uống gì cũng được hết. Được đó, được đó. Tôi mời. Cà phê Manilin của anh tôi không quên đâu. Vậy ha. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin giới thiệu thành viên mới của nhóm chúng ta, chuyên viên đầu tư Tô Mạn. Chào mừng. Cảm ơn mọi người. Sau này nhờ mọi người chỉ dẫn thêm. Chúng ta đều làm chung một công ty, sau này phối hợp với nhau là được rồi. Đúng vậy. Tô Mạn, tuy trước đây chúng ta không làm cùng một bộ phận, nhưng mà chúng ta rất thân với nhau mà. Tô Mạn, khả năng làm việc của cô chúng tôi đều biết rõ lắm. Thật là khâm phục đó. Cố lên nha. Chào mừng cô đến nhóm chúng tôi. Chúc mừng. Tô Mạn à, chúc mừng cô. Người tài thì phải biết chọn sếp. Cô có thể vào được nhóm của Alex, đúng là rất may mắn cho cô. Cô nên biết, rất nhiều người có muốn cũng không được cơ hội này đâu. Sau này, mọi người phải noi theo gương của Tô Mạn đây. Trong nghề của chúng ta, ngoài vấn đề tiền bạc, thứ quan trọng nhất không gì ngoài nhân tài hết. Tất nhiên,
Vừa đẹp vừa tài thì không gì bằng. Tất nhiên, ai mà không yêu cái tài, cho dù là tiền tài hay là nhân tài. Thật ra theo lý luận hiệu ứng kinh tế, nhân tài tạo ra tiền tài. Và tôi tin chắc rằng Tô Mạn là người có năng khiếu tạo ra tiền tài. Không sao hết. Hôm nay tôi nghe nói nhóm của anh vừa có thêm một nhân tài mới, nên đến hỏi thăm thôi. Tiếp tục đi. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Cố lên. Tô Mạn, tôi dẫn cô đến bàn làm việc của cô nha. Đi thôi. Cô đang đợi tôi đó à? Lẽ nào hôm nay tôi chúc mừng cô vẫn chưa đủ sao? Được, vậy thì bây giờ chúc mừng cô thêm lần nữa vậy. Lâm Tổng, tôi tôn trọng chị là đàn chị, nhưng tôi cũng không phải là một đứa con nít chưa chứng kiến chuyện đời như chị nghĩ. Cô đang uy hiếp tôi đó hả? Sợ quá đi. Đó không phải là uy hiếp. Chứng từ chị kêu tôi đối chiếu lại, tôi đã làm xong và nộp cho chị rồi. Tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng tôi cũng không muốn mình bị áp bức. Bây giờ người ta đã là chuyên viên đầu tư nên ăn nói mạnh miệng quá. Đàn em như cô đây cũng có thế lực thiệt đó. Được thiếu soái coi trọng, ca ngợi hết lời. Cũng khó trách, tôi nhiệt tình mời cô vô nhóm tôi, cô lại không đồng ý. Tại sao chị không suy nghĩ đến việc tôi chỉ muốn làm một chuyên viên đầu tư thôi? Tôi có thể thấy rõ được, cô là người có tham vọng rất lớn. Cho nên tôi hy vọng chúng ta đừng ai đụng đến ai. Lỡ một ngày nào đó tôi gặp may lên làm cấp trên của đàn chị đây. Được thôi, nể tình cô gọi tôi một tiếng đàn chị, tôi tốt bụng nhắc nhở cho cô biết, ở MG này không dễ sống đâu. Nếu vậy thì sao? Sau khi thử việc, trực tiếp lên làm chuyên viên đầu tư đâu phải là không thể xảy ra. Ngay trước mắt chị, tôi chẳng phải là ví dụ rõ nhất sao? Có chuyện gì? Xin lỗi Lâm Tổng, lúc này Lục Tổng không thể tiếp khách. Tôi là khách à, tránh ra đi. Lâm Tổng à. Tìm tôi có gì gì gấp sao? Tôi vừa ra ngoài bàn công việc, ngang qua tiệm hoa, nhìn thấy chậu hoa này rất hợp phong cách của Lục Tổng đây, nên tôi cố tình mua tặng anh đó. Anh nghĩ là đặt nó ở đâu thì hợp? Đừng động vào hoa của tôi. Lục Tổng à, hoa này của tôi rất khó tìm đó. Hoa của cô thơm quá, không hợp với tôi. Đừng suy đoán rồi tự cho rằng cô biết rõ tôi thích cái gì. Thật không thể ngờ được, Lục Tổng là một người rất giản dị, lại còn là một người chung tình, nhất là với loại hoa dại. MG đúng là nơi lý tưởng để chứng kiến những kỳ tích. Anh biết không, mấy ngày nay ngoài kia rất ồn ào, mọi người đều đang chúc mừng. Một cô văn thư quèn chỉ trong mấy ngày đã trở thành chuyên viên đầu tư rồi. Còn chuyện gì nữa không? Tuy dự án khai khoáng quyền kim đã chốt lại, nhưng bên phía tổng tài vẫn chưa có gì là chắc chắn hết. Có điều tôi nghe nói bên tổng công ty ở Mỹ vẫn đang suy xét vị trí giám đốc điều hành, ai là người xứng đáng nhất. Cạnh tranh giữa các thiếu soái vẫn chưa kết thúc thì phải. Có liên quan gì tới cô không? Cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan gì tới tôi hết. Tôi cũng đang rất muốn biết trong trận chiến này ai là người chiến thắng cuối cùng đây. Nếu đã có người chuyển vào nhóm của Alex, tôi nghĩ là anh nên mau chóng thêm người để thổi luồng gió mới vào nhóm mình. Suy cho cùng thì tôi vẫn hy vọng người trong nước ta có thể ngồi vào vị trí giám đốc điều hành này. Tôi nghĩ cô đến nhầm chỗ rồi. Thứ nhất, tôi không thiếu người. Thứ hai, cho dù thiếu người, tôi cũng không nghĩ tới cô.
Thương trường cũng là chiến trường, ai cũng cần có đối tác mà. Cả bầy cả lũ đều là cừu non, sư tử thì không cần. Sư tử cũng sống theo bầy đàn mà. Sư tử trưởng thành rồi cũng sẽ bị đuổi khỏi đàn thôi. Thôi được rồi, tôi không làm phiền thiếu soái tài giỏi như anh làm việc nữa. Đợi chút, mang quà của cô đi đi. Nè, cô thích món này đúng không? Mình ăn nhiều nữa đi. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Mọi người đã ăn xong hết rồi hả? Ăn xong rồi, cô cứ ngồi ăn đi. Đi nha. Nè. Cải muối này rất ngon có đúng không? Sao cô cứ nhìn chậm chậm tôi vậy? Trên mặt tôi có gì hả? Tô Mạn, cô đẹp lên rồi. Cô biết không, trước đây trong phòng làm việc, cô giống như một viên đá chưa mài dũa vậy. Còn cô bây giờ sáng rực rỡ, long lanh như một viên ngọc. Đương nhiên là vậy rồi. Ý của tôi là không cần sắp xếp hóa đơn, con người ta sẽ phấn chấn hơn. Cô còn nhắc tới hóa đơn nữa hả? Cô có biết không, cũng không hiểu tại sao sau khi cô rời đi, Mai lại giao hết công việc của cô cho Linda làm. Ai biểu bình thường chị ta thêm dầu vào lửa, bây giờ đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Cô không biết đâu, giờ chị ta ngồi xếp hóa đơn kìa. Bởi mới nói ông trời luôn rất công bằng. Mà không đúng, phải nói là Mai luôn rất công bằng. Chắc bây giờ Linda đang tức chết luôn hả? Có gì mà phải sợ chị ta, giờ hai người đâu làm chung nữa. Tô Mạng à, cô có biết không, số cô rất may mắn. Có rất nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ cô được làm việc với Alex. Nhớ lúc đầu có lần Alex nói với Lục Tổng chuyện cô qua nhóm mình, nhưng Lục Tổng nhất quyết không chịu, anh ấy thật sự không nỡ buông. Nhưng sau đó Tổng tài Mai đứng ra nói, anh ấy đành phải nhượng bộ. Cô đừng nói như vậy, làm việc chung với Alex cũng rất là vui. Trước đây cô nói anh ấy rất tốt với nhân viên, theo anh ấy có thể học hỏi nhiều mà. Tô Mạn, cô thật sự không hiểu chuyện gì sao? Cũng tốt, không hiểu cũng tốt. Thật ra chuyện này đâu liên quan gì chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Bất luận sau này ai làm sếp, cũng không thể đuổi việc người làm thuê như chúng ta. Mạng à, tôi nhất định phải bắt cô trả giá gấp đôi.
phải tranh thủ thời gian. Alex, tài liệu của anh đây. Cảm ơn. Vào đi. Tổng tài. À, anh tìm tôi hả? Tôi nghe nói cậu muốn đi Dubai. À, đúng vậy. Dự án này rất quan trọng, khách hàng tính tình cũng rất khác thường, thoát ẩn thoát hiện. Tôi nghĩ nên đích thân qua đó, tránh xảy ra sơ suất. À, Lê Thành, cậu làm việc lúc nào cũng chu đáo. Tổng công ty đã từng nói, dự án khai khoáng lần trước xem như là tiêu chuẩn đánh giá để chọn ra người lên giữ chức giám đốc điều hành. Đã có kết quả chưa? À, tổng công ty hoàn toàn công nhận năng lực của cậu. Nhưng mà nếu đem so với một số người, cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Anh đang nói tới Alex? Phải. Lý lịch của cậu ấy hoàn hảo. Nhưng đây là giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc. Tuy là nói như vậy, nhưng MC là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi hoàn toàn đánh giá cao năng lực của cậu. Cậu đã làm rất nhiều việc cho MC, tôi đều ghi nhớ trong lòng. MC không bao giờ thiếu cơ hội. Vị trí giám đốc điều hành sớm muộn gì cũng được quyết định. Làm việc đi. Lục tổng, may quá. Có một vài vấn đề tôi cần bàn với anh. Nếu là chuyện chuyên môn, cứ gặp Helen trợ lý của tôi. Đây là dự án điện thoại di động lần trước, có vài vấn đề cần bám sát thực hiện. Dự án này nhóm chúng tôi tự làm được, chừng nào không làm được sẽ nhờ đến các anh. Được thôi, không thành vấn đề. Vừa tan ca à? Đúng vậy, tan ca rồi sao cô không về? Tôi cố tình ở đây để đợi anh đó. Chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì hết. Hôm nay tôi đi ra ngoài bàn công chuyện, đi ngang qua tiệm hoa, phát hiện ra hoa này rất hợp với phong cách của Tống tổng, cho nên tôi cố tình mua tặng anh. Cảm ơn cô, nhưng tôi dị ứng phấn hoa. Hôm nay ở văn phòng làm gì tôi nhìn thấy hết rồi. Lục Lệ Thành đúng là ỷ thế ép người, không hề biết tôn trọng người khác. Nếu như để anh ta ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, chắc là không ai được yên ổn ngày nào đâu. Về việc ai làm giám đốc điều hành, tôi nghĩ công ty sẽ có lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích được làm việc với cấp trên có lòng bao dung độ lượng như Tống tổng đây. Lục Lệ Thành tuy rất có năng lực làm việc, nhưng anh ta đã làm ở MG một thời gian dài rồi. Nếu như muốn tìm ra sai sót của anh ta không phải là chuyện khó. Alex, nếu như anh thực sự muốn, tôi có thể giúp anh loại Lục Lệ Thành. Tôi tin là mình có thể làm được. Linda, cảm ơn cô đã tin tưởng khả năng của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình. Còn những việc khác thật sự tôi không quan tâm. Lái xe cẩn thận, mai gặp lại. Lê Thành, tối nay chú đến chỗ chúng tôi uống rượu, nhưng sao có vẻ không vui vậy hả? Sao anh lại cười đầy ẩn ý vậy? Chị Ninh. Hả? Đại Ninh hình như không bình thường, nhớ quản cho chặt đó. Theo tôi thấy, người cần quản là chú mới đúng đó. Phải. Ủa, cô Tô Mạng, đến rồi sao? Anh Ninh, chị Ninh. Có người đợi cô cả nửa ngày luôn đó. Mình đi thôi. Ai cha, ngày mai anh phải đi công tác mà, sao lại một mình đến đây uống rượu vậy? Ngày mai cô cũng phải đi làm, còn đến đây làm gì?
Giờ là thời gian ở nhà của tôi, không cần anh lo. Có vẻ cô rất vui vẻ. Được đến nhóm Alex khiến cô vui vậy sao? Tất nhiên rồi, anh quên tôi từng nói với anh, tôi đến MG là vì niềm vui sao? Yêu đương nam nữ, những thứ gọi là niềm vui đó, lúc nào cũng có thể có được. Anh ăn nói sạch sẽ một chút có được không? Như vậy sạch chưa? Thấy cơm. Hay là anh mời tôi một lon, coi như chúc mừng tôi thoát khỏi nanh vuốt của anh. Muốn uống thì tự mua đi. Đồ keo kiệt, cuồng công việc. Nè, cô Tô Mạng, Lệ Thành, ăn bánh trôi. Đoàn tụ sum họp. Cảm ơn chị Ninh. Nghe nói ngày mai hai đứa cùng đi công tác hả? Không phải, bây giờ tôi không còn trong nhóm của anh ta nữa. Bỏ tối theo sáng rồi, không còn quan hệ gì với anh ta. Hả? Sáng cái gì? Tối cái gì? Sáng tức là nhóm của tôi bây giờ, còn tối... Sáng á, tức là tiểu nhân đắc chí. Còn tối tức là quả cầu trúc giác. Sao lại nói như vậy chứ? Đó là sự thật mà. Anh, nhóm của Tống Tổng đúng là tốt, nhưng nhóm của Linda có một số nghiệp vụ trùng lắp với bên cô. Sau này cô nên cố gắng, đừng để gặp phải. Cô hiểu ý tôi nói chưa? Bây giờ đã có Alex che chở cho tôi, không cần thiếu soái tốn công đâu. Theo tôi thấy, anh nên lo ngày mai sau khi đi công tác về, khó mà giữ được vị trí đó. Nè, đi hả? Nè, sao lại... anh không ăn bánh trôi sao? Phải đó. Không ăn thì tôi ăn. Nè ông xã. Ừ. Cô Tô Mạng, hai người có gì sáng, có gì tối vậy? Sáng có nghĩa là ăn bánh trôi đó. Thường Xuyên à, sức khỏe của anh vẫn còn yếu lắm, hay xin nghỉ thêm vài ngày đi. Anh đã xin nghỉ một tháng rồi, nghỉ thêm nữa chắc khỏi cần đến công ty luôn. Với lại cũng không phải bệnh do công việc. Tuy anh đã mua bảo hiểm nhưng mà phần lớn phải tự trả tiền. Tốt nhất là nên sớm quay lại công việc. Với lại đây chỉ là bệnh cũ mà thôi, không sao đâu. Dù gì cũng đâu có khỏi ngay được. Nhưng mà sức khỏe của anh vẫn quan trọng hơn chứ. Bà xã, anh không sao. Nghe nói dạo này công việc của em không thuận lợi, anh đi làm em đỡ mệt hơn. Nè, anh làm cho. Nhìn em đi ốm quá rồi, đừng thức đêm nhiều quá, coi chừng chúng ta không biết ai là bệnh nhân nữa đó. Anh yên tâm đi, phòng đầu tư của MG chỉ có thể có hai người đứng đầu thôi, nhất định là phải có ai đó bị loại ra. Có phải em biết tin gì rồi không? Bây giờ trong tay em đang có một quả bom có sức công phá rất lớn đó anh à. Nếu như lần này em thành công, có thể loại bỏ được Lục Lệ Thành. Còn nếu như thất bại thì cũng có thể loại bỏ được Alex. Còn trong trường hợp xấu nhất, cũng khiến họ từ nay về sau không đội trời chung với nhau. Anh cứ đợi đó mà xem, trái bom của em bắt được con cá lớn nào. Bà xã, lần này đừng để rước họa vào thân. Yên tâm đi ông xã à, lần này không thất bại như dự án khai khoáng lần trước đâu. Nè, anh uống đi. Tần Xuyên à, dạo này sức khỏe của anh yếu quá, nên nghỉ ngơi sớm. Sáng mai anh còn phải thức dậy sớm cùng em tới công ty. Cần chú ý sức khỏe của mình. Đi ngủ đi anh. Vậy anh ngủ trước nha, em cũng ngủ sớm đi ha. À, em ngủ xong rồi sẽ vô ngay.
Nếu nhìn thấy không khỏe thì đừng cố quá. Có gì gì cứ gọi cho em ngay. Anh nói rồi, anh không sao mà. Ông xã à, giờ ăn cơm anh phải chú ý một chút, đừng có ăn gì bậy bạ đó. Anh biết rồi. Alo. Thiếu soái, tôi đã đổi sang chuyến bay muộn hơn một tiếng rồi. Tôi cũng đã liên lạc với đối tác, họ sẽ đợi anh ở bên đó rồi mới họp. Anh nhận được tài liệu chứ? Ừ, nhận được rồi. Chào, Alex. Chào. Tôi đang bận việc sáng nay, mai vừa giao cho tôi. Tìm tôi có việc không? À, phải rồi. Tổng tài nói là bản báo cáo phân tích cuối cùng của dự án Viễn Trung lần trước đang để ở chỗ anh. Anh có thể cho tôi mượn một chút để bàn bạc công việc với họ được không? Đợi chút. Cảm ơn. Xem xong tôi sẽ trả ngay. À, phải rồi. Đây là bản báo cáo chứng từ của năm trước, cần làm đúng quy trình. Anh cũng phải ký tên xác nhận. Tôi đã ký tên rồi. Chút nữa anh ký xong trực tiếp giao cho Mai giùm tôi. Được rồi. Cảm ơn. Lâm tổng. Tên và tình yêu nơi công sở không? Văn phòng chỉ là một không gian vô cảm. Vì người em yêu nên em sẽ tin. Người em yêu khiến em ngưỡng mộ. Nếu được, em nguyện sẽ yêu anh ấy trọn đời trọn kiếp. Ai cũng có khuyết điểm. Nếu như em chưa phát hiện ra thì đó là vì thời gian chưa tới. Em yêu anh ấy 10 năm rồi. Em biết anh ấy là người thế nào. Tất nhiên em biết anh ấy có khuyết điểm. Nhưng em tin rằng cho dù là 20 năm nữa, em vẫn tin rằng anh ấy là người đáng để em yêu. Những gì em nhìn thấy mãi mãi không phải là toàn bộ những gì em biết. Thật may mắn khi em đã yêu anh ấy. Em cố gắng để bản thân mình trở nên tốt hơn. Cố gắng trở thành một người lương thiện. Cố gắng yêu cuộc sống mỗi ngày. Cố gắng đối mặt với khó khăn bằng thái độ tích cực. Nhờ anh ấy, tôi một người tự tin. Em trở thành một người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhờ anh ấy, em hiểu được cảm giác theo đuổi ước mơ. Nhờ anh ấy, em thấy mình ngày càng đẹp hơn. Tình yêu che mờ mắt rồi. Anh thì lại thích xem sự thay đổi của thị trường cổ phiếu hơn. Vậy anh tiếp tục theo dõi thị trường cổ phiếu của anh. Em tiếp tục mơ giấc mơ bạch mã hoàng tử của em. Anh có hai cổ phiếu muốn giới thiệu cho em. Em không có hứng thú với mấy thứ đó. Đợi khi nào thất nghiệp em sẽ đến tìm anh. Khi một chàng trai khóc vì một cô gái thì trong mắt của họ sẽ chỉ còn lại tình yêu lãng mạn chân thành, cho dù đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Em vẫn chưa tỉnh ngộ. Thôi anh nào đi. Sớm vậy? Dạo này không khí trong phòng làm việc khô khan quá. Ngồi điều hòa riết cũng thấy khó chịu. Hơn nữa ở đây chỉ còn lại một mình anh, chắc không có cơ hội làm nảy sinh tình yêu công sở rồi.
biết được. Biết đâu ngày mai có thì sao. Thôi anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chúc anh mơ đẹp. Ai da, máy tăng độ ẩm, máy tăng độ ẩm. Mình muốn có một máy tăng độ ẩm. Hả? Có rồi. Trang mua sắm tao bao. Ở đây thứ gì cũng có hết. Em đang làm gì đó? Có chuyện gì nói mau đi. Chị đang bận lắm đó nha. Cậu đang bận gì vậy hả? Mình đang chuẩn bị thay quần áo đi hít thở không khí đây. Vậy thì mình nói thẳng luôn nha. Nè, có phải mấy bữa trước cậu vừa mua máy tăng độ ẩm trên tao bao hay không? Coi cậu ra vẻ nguy hiểm kìa. Mua đồ gì đây? Có việc gì thì nói đi. Mua lấy máy tăng độ ẩm của mình có đúng không? Không phải là mình đâu. Là bóng rổ số 1 đó. Hôm nay anh ấy nói không khí trong văn phòng khô quá. Còn mình... mình muốn tặng anh ấy một cái để sáng mai đến văn phòng anh ấy sẽ nhìn thấy nó ngay. Nhưng bây giờ đặt mua thì trễ quá rồi, đợi sáng mai thì họ chưa mở cửa. Cho nên thôi được rồi, mình biết mà, sáng mai mình sẽ đưa cho cậu được chưa? Biết ngay cậu tốt với mình nhất mà, mình sẽ mua trả cậu một cái tốt hơn. Thôi khỏi đi, không cần. Xong. Trọng sắc khinh bạn. Cảm ơn cậu nha. Bóng rổ số 1 của cậu vừa than trời khô, cậu liền tặng cho người ta cái này. Mình thì không sợ khô hả? Cậu hả? Trời sinh đã đẹp rồi. Thôi đi. Nếu không phải vì muốn cậu theo đuổi được anh ta rồi quay về giúp cho mình thì còn lâu mình mới quan tâm. Sắp rồi, sắp rồi. Tối qua mình nói anh ấy chuyện tình yêu công sở rồi đó. Hả? Anh ấy biết cậu là đồng nghiệp rồi sao? Anh ấy vẫn chưa biết. Nhưng mà mình thấy mình còn cơ hội. Anh ấy không quá phản đối chuyện tình yêu nơi công sở. Hả? Người ta vừa nói không khí khô cậu liền tặng cái này, khác gì tự tiết lộ thân phận đâu. Mình đâu có ngu như vậy chứ. Yên tâm đi, mình đã nói với bên bộ phận hành chính là không khí văn phòng quá khô. Mình đề nghị họ mỗi phòng phải lắp đặt một máy tăng độ ẩm. Đến chừng đó mình chỉ việc nhận cái máy mà họ đưa là được rồi. Hả? Mình ganh tị rồi đó, trả lại. Được rồi, không nói với cậu nữa. Nhưng lúc mọi người còn chưa đến, mình phải lén đặt nó vào văn phòng của anh ấy hả? Gọi cho cậu sao? Vậy đi nha. Tạm biệt. Cậu đó đúng là trọng sắc khinh bạn. Giận cậu luôn. Chào. Tối qua cô ngủ ngon không hả? Rất ngon. Nhìn mặt cô là biết rồi. Hôm nay anh đến sớm vậy? Chào Tống Tổng. Chào. Chào Tống Tổng. Chào. 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 Nè, xem ra anh ấy cũng ngủ đủ giấc ha. Thank you.
ai đem máy tăng độ ẩm để đây vậy? Ô, tôi không biết. À, cái đó là máy tăng độ ẩm công ty vừa phát. Lúc họ mang đến anh không có ở đây. Thật không ngờ hiệu quả làm việc của công ty cao quá. Phải đó. Tôi đã đối chiếu rồi, nhưng mà chi phí cho những chuyến đi công tác này có vấn đề. Nó chênh lệch hơn 10.000 tệ. Một điều lạ là khi tôi đến phòng kế toán đối chiếu lại không phát hiện sai sót. Cho nên anh nghĩ xem. Vậy hãy để bên kế toán đối chiếu trước, chắc là không có vấn đề gì. Alex, trước giờ cậu làm việc quá cẩn thận. Việc nội bộ của công ty, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ thì tốt, chuyện nhỏ biến thành không còn gì bằng nữa. Nhưng mà Mai, vấn đề tài chính không phải là chuyện nhỏ. Hơn 10.000 tuy không phải là con số lớn, nhưng có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Anh nghĩ có nên báo chuyện này cho tổng công ty không? Không phải tôi đã nói rồi sao? Giải quyết nội bộ trước. Tôi sẽ nhắc kế toán kiểm tra lại. Nếu thực sự có vấn đề, tôi nhất định xử phạt nghiêm khắc. Ừ, được. Helen. À, tôi vừa mới mua về 2 gói trà qua. Cô có muốn uống thử không? Có, cảm ơn. Tô Mạng à, hôm nay cô có vẻ rất vui. Tất nhiên là vui rồi. Lục tổng hắc ám của cô không có ở đây. Hôm nay chắc cô cũng thấy vui có đúng không? Sao vậy? Cô cảm thấy con người của Lục tổng kém cỏi như vậy sao? Nếu anh ấy là người xấu như cô nói, anh ấy sẽ không vì cứu người khác hy sinh lợi ích của bản thân. Hả? Anh ta đã từng cứu người sao? Cảm ơn. Khi cô gặp Trần tổng thỏa thuận dự án, Lục tổng đã lấy bản hợp đồng cũ thêm vào 10% lợi nhuận của mình. Nếu không thì con cáo già Trần tổng đó có dễ dàng ký không? Cô nghĩ là ông ta cảm động vì cô thật sao? Không phải anh ta cố tình kêu tôi đi lo dự án Islay để tôi không xử lý được, không thể chuyển nhóm sao? Mới ban đầu là anh ấy muốn dọa cô. Anh ấy cứ tưởng sau khi cô biết tính Trần tổng sẽ bỏ cuộc. Anh ấy còn căn dặn tôi không đặt vé máy bay cho cô nữa. Nhưng cô thì sao? Tối hôm đó tự ý đặt vé máy bay đi luôn, làm chúng tôi trở tay không kịp. Trở tay không kịp cái gì? Tô Mạng à, thật ra thì Lục tổng không vô tình như cô nghĩ đâu. Đúng là anh ấy không muốn cô qua nhóm khác, không muốn cô hoàn thành dự án này. Nhưng mà có những lúc cô lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, anh ấy có đứng yên nhìn không? 23, tôi ra ngoài một chút nha. Nhớ quay lại liền đó. Được rồi. Tôi làm việc với thiếu soái nhiều năm rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ấy nhượng bộ vô điều kiện. Trong việc xử lý dự án Trần tổng, rõ ràng anh ấy hành động bất thường. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Cô tự mình suy nghĩ đi. Chẳng lẽ anh ấy đứng yên để mặc người khác làm hại một cô gái? Việc làm thất đức đó anh ấy tuyệt đối không làm. Thật không thể ngờ anh ta mà cũng có tình người như vậy. Hải Dương à, cô xem cái này đi. Mời bên này. Mời. Mời. Bên này. Cẩn thận bậc thang. Tổng tài. À. Nè, tổng tài mà cũng có lúc nhúng nhường như vậy sao? Còn phải xem họ là ai. Tôi đã từng gặp một trong hai người đó rồi. Đó là kiểm toán viên của tổng công ty, sao không kính nể được chứ? Kiểm toán viên của tổng công ty? Họ đến Trung Quốc làm gì chứ? Nè nè nè, tôi đã có cảm giác gió sắp nổi, mây sắp giăng rồi. Tổng công ty ở Mỹ rất quan tâm đến sự việc lần này. Tuy là con số ghi trong chứng từ không lớn cho lắm, nhưng mà điều quan trọng nhất là nó lại liên quan đến vấn đề uy tín. Tất nhiên, ban lãnh đạo ở tổng công ty luôn tin tưởng và luôn đặt kỳ vọng vào Mai cùng những người phụ trách then chốt ở đây, mặc dù không loại trừ khả năng có người phá hoại. Cho nên lần này nhất định phải điều tra rõ ràng, làm theo quy định, xử phạt đúng người. Tuy là con số ghi trong chứng từ không lớn cho lắm, nhưng mà
Điều quan trọng nhất là nó lại liên quan đến vấn đề uy tín, cho nên lần này nhất định phải điều tra rõ ràng, làm theo quy định, xử phạt đúng người. Ừ, không thành vấn đề. Còn nữa, các vị có thể yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý thật công bằng, không gây tổn hại đến những người vô can khác đâu. Chúng tôi cũng hiểu rất rõ một điều, tiến hành điều tra trong thời gian dài sẽ khiến cho mọi người hoang mang, gây ảnh hưởng đến công việc chung. Vì vậy chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng. Ừ, xin cứ tiến hành. Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp. Được. Mọi người dừng lại một lát. Tôi muốn tuyên bố một việc. Kiểm toán viên của tổng công ty vừa đến đây tiến hành thanh tra định kỳ. Khi nào thấy cần thiết, tôi yêu cầu mọi người phối hợp. Còn những việc khác vẫn làm y như bình thường, theo đúng kế hoạch đặt ra. Vì Lệ Thành gần đây tương đối bận, nên tạm thời Alex đảm nhận công việc của cậu ấy. Linda sẽ hỗ trợ kiểm toán viên tiến hành kiểm tra sổ sách. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, đây chỉ đơn giản là việc thanh tra định kỳ. Hy vọng mọi người phối hợp cho tốt, nhưng không được lơ là công việc đang tiến hành. Được rồi, giải tán. Cậu theo tôi về văn phòng một chút. Thiệt tình, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Liệu có xảy ra chuyện lớn gì không? Mọi người đừng quá căng thẳng như vậy. Kiểm toán viên của tổng công ty chỉ đến để thanh tra định kỳ thôi. Chẳng qua Alex phát hiện sai lệch 10.000 tệ giữa quá đơn chi phí đi công tác với một ghi sổ kế toán. Cũng may là số tiền không lớn. Sau khi kiểm tra rõ ràng sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Mọi người nên chú ý một chút, đừng làm cho công ty chúng ta mất mặt. Đã nghe rõ hết chưa? Nè, tôi thấy việc lần này hình như liên quan đến thiếu soái. Hồi nãy có nghe thấy không? Tạm thời Alex sẽ đảm nhận công việc của Lục tổng. Chuyện này đâu phải tự nhiên như vậy đâu, chắc phải có nguyên nhân rồi. Chắc chắn là có chuyện rồi. Trời ơi, chuyện cấp trên liên quan gì tới chúng ta? Thôi, bỏ lên, đi về làm. Nhanh lên. Tôi thực sự không thể ngờ người đáng nghi nhất lúc này lại là Lục Lệ Thành. Tôi thấy con người của Lục tổng không thể có sai sót trong vấn đề tài chính. Việc này tôi cũng biết chắc là vậy. Vốn dĩ tôi chỉ định giải quyết nội bộ, nhưng mà thật không ngờ tổng công ty lại biết tin tức, còn cử người tới điều tra. Tổng công ty làm sao biết chuyện của chúng ta? Tôi nghi ngờ có người gửi thư nạc danh cho họ. Nội dung chắc chắn không có lợi cho Lệ Thành. Chuyện này tuy không đáng là gì, nhưng nếu giải quyết không khéo sẽ rất phiền phức. Bây giờ tôi cũng tiến thoái lưỡng nan. Theo lý mà nói, với số tiền nhỏ này, tổng công ty sẽ không bỏ ra một khoản tiền lớn để điều tra. Chỉ sợ tổng công ty cho rằng phía sau sổ sách của công ty ta còn có vấn đề lớn hơn. Đành phải tùy cơ ứng biến. Tôi nghĩ hay là gọi Lục tổng về sẽ tốt hơn. Ừ, tôi đã nhờ thư ký cậu ấy gọi cho cậu ấy rồi. Không biết kết quả là sao nữa. Phải đó, cũng không biết bị gọi vào sẽ nói cái gì. Phải đó. Nè nè nè, sợ gì vậy? Ê, anh không nắm được tình hình rồi. Tình hình gì chứ? Hai người làm gì đó? Ngay cả hai người cũng sợ. Tổng công ty phái kiểm toán gì đến đây hay sao? Ai biết phạm vi thanh tra lớn đến đâu. Lúc trước tôi đã từng báo tăng mấy chục tệ tiền vé xe. Nè nè nè, không phải tôi dọa hai người đâu nha. Sự việc lần này thật sự rất nghiêm trọng. Mới hồi nãy nè, tôi đi ngang qua văn phòng của anh Mai, anh ta trợn mắt quát mắng quá trời luôn. Ôi, xem ra anh ta thực sự tức giận rồi. Tô Mạng, mời cô đến phòng hội nghị một chút. Mới đã đến lượt tôi rồi sao? À, chúc may mắn. Không biết Tô Mạng ra sao nữa. Mời vào. Tổng tài. Tô Mạng, đây chỉ là thanh tra định kỳ, đừng căng thẳng, trả lời đúng sự thật. Tôi biết rồi. Mời ngồi. Tô Mạng à, cô vừa rời khỏi nhóm của Lục tổng, khi cô còn ở trong nhóm đó, cô có thấy sổ sách kế toán có vấn đề gì không? Không có. Trong thời gian đó nhóm của cô có tạm mướn tiền không? Có. Hả? Vậy thì tạm mướn tiền dùng cho việc gì? Dùng khi đi ra ngoài công tác hoặc tiếp đãi khách hàng. Tốn bao nhiêu chúng tôi bảo bấy nhiêu. Trong số tiền tạm mướn đó, có khoản tiền nào dùng để hối lộ khách hàng nhằm tạo quan hệ không? Không có. Khi tôi ở trong nhóm của Lục tổng đều không có. Linda, mỗi nhóm đều có tiền tạm ứng riêng của họ, điều này rất bình thường. Được rồi,
Nếu như cô nhớ ra việc gì đó, có thể báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, không còn gì nữa, cô làm việc đi. Về điều này tôi muốn giải thích một chút. Để công việc được thuận lợi, mỗi nhóm của chúng tôi đều có tiền tạm ứng. Sao lại không nghe máy chứ? Helen. Tô Mạn, tôi đang liên lạc với thiếu soái. Vẫn chưa liên lạc được sao? Điện thoại vẫn không liên lạc được. Trước khi đi anh ấy có nói đến Dubai đàm phán với một khách hàng quan trọng. Anh ấy còn nói khách hàng quan trọng này thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mà thật không ngờ, bây giờ ngay cả anh ấy cũng biến mất nữa. Hồi nãy tôi bị gọi và hỏi rồi. Những câu hỏi của họ hình như đều đang nhắm vào Lục tổng đó. Nếu như liên lạc được với anh ấy, hãy nói anh ấy mau trở về. Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với anh ấy. Theo cô thấy, lần này họ đang nhắm vào vấn đề gì vậy? Chính vì không biết cho nên tôi mới lo lắng. Cả kiểm toán viên tổng công ty cũng đã cử đến rồi. Không biết người đứng sau vụ này là ai nữa. Lần này tổng công ty đang nhắm vào Lục tổng đó. Tôi nghĩ chuyện này chính là do tổng tổng tố cáo. Vua đấu vua, ắt sẽ có người bị thương. Mọi người cứ đợi xem kịch hay đi. Nguy hiểm thiệt đó. Bình thường Alex nhìn có vẻ rất hiền lành, ai ngờ đâu lại ra tay ác như vậy. Cô không biết đó thôi. Chó không sủa mà biết cắn người mới là đáng sợ. Sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Được rồi, đừng nói nữa, ăn đi. Báo cáo sổ sách có vấn đề. Bây giờ tất cả dự án của nhóm chúng ta đều do Alex tiếp quản. Mọi người đều bị tổng công ty điều tra. Tất cả mũi nhọn đều hướng vào anh. Mãi không liên lạc được với anh. Nhận được tin nhắn gọi về ngay. Chào tôi tổng đó nên con phải cần. Cô vào công ty bao nhiêu lâu rồi hả? Cô thử nhìn xem nó là cái gì hả? Không có chuyện gì ra hồn hết. Chỉ có chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm không xong. Quy tắc ban đầu Tô Mạng lập ra cho các người đâu hết rồi? Không có cô ấy ở đây, tất cả các phòng ban với báo cáo y như là mới chỉ rối. Cầm về làm lại hết đi. Dạ tôi biết rồi. Chào Tô tổng. Mấy ngày không gặp, Hứa tổng ngày càng nóng nảy hơn rồi ha. Trời ơi, cậu không đến công ty loạn hết rồi nè. Cầu trời phù hộ cậu mau cua được bóng rổ số 1. Rồi về đây phụ mình đi nha. Lại đây, lại đây, mau lên. Dùng sự thông minh và tài trí chứ mình sắp xếp lại đống giấy tờ này đi. Thôi, cậu đừng có ồn nữa mà. Hôm nay tinh thần của mình rất hỗn loạn đó. Không rảnh giúp cậu làm mấy việc này đâu. Loạn hả? Bộ cậu và bóng rổ số 1 tiếp xúc thân mật rồi hả? Đừng có nói giỡn nữa. Hôm nay bên phía tổng công ty cử người đến kiểm tra sổ sách đó. Hả? Ồ, thì ra là vậy. Nhưng họ kiểm tra thì kệ họ chứ. Cậu cần gì phải lo? Đương nhiên là phải lo rồi. Tại cậu không biết đó thôi. Trong lúc khoanh vùng kiểm tra, điều tra lý lịch là một trong những cách để phát hiện tín hiệu đỏ. Lỡ như chuyện này có chuyển biến xấu, tất cả những người có liên quan đến đều bị điều tra lý lịch hết.
Nếu như họ phát hiện mình làm giả, mình chết không kịp ngáp đó. Vậy giờ phải làm sao đây? Tên khắc tinh đó tuy là thường ngày hơi hung dữ, hơi nghiêm khắc độc tài với cấp dưới, nhưng mình tin anh ta không đến mức gì 10.000 phí công tác mà làm những chuyện như vậy đâu. Chắc chắn là có người đang giở trò rồi. Cho nên mình nghĩ... Cậu muốn giúp anh ta chứ gì? Cậu khờ quá. Mình chỉ vì bản thân của mình thôi. Tóm lại cậu đừng có tùy tiện mà xen vào nữa. Không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn khiến cậu bị lộ tẩy cho coi. Hả? Nước quá trong mà không có cá. Anh ta có được vị trí như bây giờ, đương nhiên có vài việc không xử lý thỏa đáng. Nếu như bị người khác tóm được, cộng thêm tổng công ty tiếp tục thuận nước đẩy thuyền, vậy là anh ta chết chắc rồi. Đầu tư ngân hàng, rốt cuộc bộ phận nào dễ nảy sinh vấn đề nhất? Giao dịch nội bộ, vi phạm giao dịch cổ phiếu, hay là để lộ tin tức đây? Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa mà. Tên khắc tinh đó leo lên được vị trí này không phải tự nhiên mà được đâu. Nếu kẻ muốn chơi xỏ anh ta là tiểu yêu thì anh ta là lão yêu quái rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Hay là cậu giúp người đáng thương này đi. Cậu xem nè, mấy nhân viên này báo cáo sổ sách lộn xộn hết trơn à, hoàn toàn không khớp với ghi chép. Sổ sách? Ừ. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Cảm ơn cậu nha, mình đi trước đây. Nè, cậu đi đâu vậy? Hôm nay em có câu chuyện tình yêu nào muốn kể không? Anh muốn nghe câu chuyện tình yêu gì hả? Tình yêu cũng có rất nhiều loại sao? Tất nhiên, trên thế giới này có rất nhiều loại tình yêu. Có loại lãng mạn cảm động, có loại lâm ly bi đát, có loại đau đớn khổ sở, có loại yêu từng chút một. Nhưng em tin rằng không có bất cứ thứ tình yêu nào đẹp hơn tình yêu mà em có được. Tình yêu của em khiến em càng thêm yêu cuộc sống, thêm yêu bản thân mình hơn. Em có thể hỏi anh một vấn đề về lĩnh vực đầu tư ngân hàng không? Được chứ, nếu biết anh sẽ trả lời. Trong quá trình doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu, việc kiểm tra đối chiếu các khoản tiền qua lại có mang tính bắt buộc hay không? Trong khá nhiều công ty, dù là khoản tiền thu hay chi, có một số chỉ nhắm vào việc đối chiếu giữa mức thu chi với khách hàng mà bỏ qua việc đối chiếu số dư còn lại. Thật ra cách làm này không đúng chút nào. Tổng à, xin chào. Chào, Linda. Nhìn anh đầy sức sống thật. Ngày nào cũng đi bộ đi làm. Việc này nếu ý chí không mạnh mẽ sẽ không tiếp tục được đâu. Cô cũng đến rất sớm mà. Chẳng qua cũng vì chuyện kiểm toán thôi. Đừng nhìn tôi như vậy mà. Tôi cũng đâu có thù oán gì với ai. Tôi tham gia kiểm toán là vì tổng tài chúng ta tin tưởng nhân cách của tôi thôi. Tôi luôn công tư phân minh mà. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu tổng công ty tiếp tục thanh tra như vậy, chỉ khiến cho cả công ty thêm hoang mang, còn liên lụy đến những người vô tội khác. Công việc của cả công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Alex à, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Bây giờ là thời điểm mấu chốt. Tổng công ty cử 2 chuyên viên kiểm toán đến. Thái độ của họ rất rõ ràng. Chuyện này
không thể không điều tra, và còn phải điều tra đến cùng nữa. Tôi mong anh đừng lo chuyện không đâu, coi chừng tự chuốc phiền phức. Anh nên làm cho tốt công việc của mình đi, đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa. Dù gì người bây giờ đang trong dầu sôi lửa bỏng cũng không phải là anh và tôi. Chúng ta chỉ cần nhìn người khác, tìm mọi cách dập lửa là được rồi. Cô Tô à, sao nhìn cô tiều tụy quá vậy? Có phải vì ngọn núi vững chắc trong công ty sắp đổ nên tối qua cô ngủ không ngon không? Nếu đã là núi thì không dễ dàng bị đổ đâu. Đừng có đắc ý quá sớm. Hai ngọn núi lớn của cô, một ngọn thì sắp đổ, còn một ngọn thì yếu ớt, chẳng làm được chuyện gì đâu. Tôi khuyên cô nên tranh thủ bám víu ngọn núi khác đi. À phải rồi, trước đây tôi đã từng nói với cô rồi phải không? Nhóm tôi đang có rất nhiều dự án, nên rất cần một hai người chạy việc vặt giống như cô vậy đó. Ai đổ vẫn còn chưa biết được mà. Để xem cô vui mừng được đến lúc nào. Phải rồi, dặm thêm một chút phấn đi, mặt mày của cô tái mét giống y như ma. Alex, sao vậy? À, tôi không biết xài, bật quài đèn không lên. Để tôi xem giùm anh nhé. Hôm trước tôi nói không khí trong phòng khô quá, rồi hôm qua phòng hành chính đã gửi cái này tới. Họ đúng là chu đáo, hiểu rất rõ nhu cầu của nhân viên. Được rồi, phích cắm cho chặt thôi. Cảm ơn. Cô cũng hay dùng cái này à? À, con gái chúng tôi rất sợ khô da, phải giữ ẩm. À, tối qua cô làm việc muộn lắm sao? Hai người tới sớm quá vậy. Cô cũng đến sớm mà. Tôi ra ngoài làm việc đây. À được, cảm ơn cô. Những công việc của bên kế toán không phải do tôi phụ trách, cho nên tôi cũng không rõ lắm. Vậy thì cô thử nghĩ kỹ lại xem, trong các phương diện khác hoặc là phương diện tạm ứng có vấn đề gì không? Tôi cũng không rõ nữa. Vậy thì cô có phát hiện vấn đề gì về người khác không? Tô Mạn, Helen, khách hàng cô đã liên lạc được chứ? Vẫn chưa được. Cô phải nhanh chóng liên lạc thì dự án mới tiến triển được. Đi thôi. Tô Mạn, đang tìm gì vậy? Không có. Tôi đang tìm tư liệu về nhân viên 2 năm nay. Bạn học trường Thanh Hoa nhờ tôi liên lạc với vài người bạn học cũ đó. Cô cũng biết bây giờ đang là thời gian công ty kiểm toán, cô tra tài liệu của công ty như vậy là việc rất nhạy cảm. Hơn nữa một mình cô lén lút ở lại công ty không được tốt cho lắm. Tôi biết rồi, tôi lập tức về ngay. Người cô tìm liên quan tới Lục Lệ Thành phải không? Không có. Cô muốn giúp anh ấy. Có phải cô đang nghĩ rằng anh ấy vô tội, bị vu oan? Cũng không hẳn. Chỉ là tôi cảm thấy Lục Tổng không giống loại người vì một chút tiền mà làm việc gian lận như vậy.
Hơn nữa bây giờ anh ấy không có ở công ty, nhưng Linda điều tra đều nhắm vào anh ấy. Tôi thấy... Thật ra tôi cũng không tin Lục Tổng làm như vậy. Lục Lệ Thành là người thông minh, sẽ không vì con số nhỏ mà tự hủy hoại tương lai. Ý của anh là muốn giúp anh ấy sao? Không biết có thể giúp được gì hay không, thử tìm xem sao. Thành thật xin lỗi, tôi quên hôm nay là ngày nghỉ, không làm phiền cô chứ. Có phải đã tra được tin gì rồi không? Tôi tìm được một người tên là Triệu Tuấn. Năm ngoái anh ta đột nhiên rời khỏi MG, sau đó không tiếp xúc với công ty chúng ta nữa. Người này có liên quan đến chuyện của Lục Lệ Thành hay sao? Tôi thấy phí công tác của anh ta có vấn đề. Tháng 10 anh ta rời khỏi công ty, cũng có nghĩa là trong bản báo cáo tiền lương tháng 11 đã không có tên anh ta. Nhưng mà sau tháng 11, trong danh sách thanh toán của công ty vẫn có tên Triệu Tuấn. Hơn nữa còn đầy đủ thủ tục với hóa đơn thật và chữ ký của Lục Lệ Thành. Thì ra vấn đề xuất phát từ người này. Có thể trong lúc làm sổ sách, anh ta quên người đó đã rời khỏi công ty. Đúng là vậy rồi. Tuy tổng công ty không cho phép, nhưng Mai vẫn đồng ý cho làm như vậy. Mỗi lần công ty làm sổ sách vẫn luôn xuất hiện vài khoản chi phí dự án không có chứng từ. Lúc này Mai sẽ chuyển những khoản chi phí đó thành chi phí công tác, sau đó xếp vào tên mỗi thành viên trong nhóm. Chi phí lần này tổng cộng hơn 10.000 tệ, không có đủ thủ tục để thanh toán, nhưng đều có biên lai. Rõ ràng đã có người phát hiện ra sơ hở này của Triệu Tuấn, nên cố ý hãm hại Lục Lệ Thành. Nhưng mà mỗi khoản chi phí riêng lẻ cuối cùng đều phải báo cáo lên cấp trên. Cũng có nghĩa là mỗi tháng ngoài nhân viên thực hiện báo cáo ra, những gì cấp trên nhìn thấy đều là sổ sách đã được tổng kết. Vẫn chưa tìm được Lục Lệ Thành sao? Mấy ngày nay tôi và Helen cố gắng tìm anh ta, nhưng dùng hết mọi cách vẫn không liên lạc được. Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ còn cách tìm ra Triệu Tuấn để hỏi rõ. Triệu Tuấn chuyển đến công ty nào chúng ta cũng không biết nữa, làm sao tìm được đây? Tài liệu về anh ta chỉ có chuyên viên cao cấp mới có thôi. Giao cho tôi. Alex. Mọi người đều nói anh đang ngầm giở trò để ngáng chân Lục Lệ Thành. Dù sao thì hai người cũng là đối thủ, nếu anh ta sụp đổ chắc chắn có lợi cho anh. Anh ta sẽ không bao giờ ngờ tới anh lại tự nguyện giúp cho anh ta. Nhưng tôi lúc nào cũng tin rằng thứ anh muốn chính là sự cạnh tranh công bằng. Cái tên Lục Lệ Thành thì thiệt là bình thường hay lạnh lùng với người khác, vậy mà lúc này vẫn có hai chúng ta tình nguyện giúp đỡ. Anh ta thật may mắn ha. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta tranh thủ thôi ha. Mà cả ngày than ngắn thở dài vậy? Cái tên khắc tinh suốt ngày la cậu, giờ gặp xui cậu nên vui mới đúng chứ. Có đâu bây giờ lại phải lo lắng cho anh ta. Nè, cậu có ý gì với anh ta rồi có đúng không? Nói bậy không à. Chẳng qua mình cảm thấy mọi việc đều nên cạnh tranh công bằng. Khắc tinh không cần chịu trách nhiệm vì những sai lầm không phải của mình. Những người quân tử có lòng chính nghĩa đều không thể làm ngơ được. Hey, mình chỉ thuận miệng nói ra thôi mà, cậu làm gì kích động dữ vậy? Không lẽ cậu động lòng với tên khắc tinh đó hả? Quên bóng rổ số 1 của cậu rồi sao? Không thể nào, mình yêu bóng rổ số 1 10 năm nay rồi, không ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy. Tên khắc tinh đó tuy hơi ngang ngược nhưng cũng không phải là người xấu. Cho dù muốn chỉnh anh ta cũng phải đường đường chính chính chứ. Vụ việc lần này nhất định có người đứng đằng sau thao túng rồi. Hội chứng quan tưởng xuất hiện rồi. Thật đó. Cậu xem, chi phí công tác đó chỉ có 10.000 tệ. Tổng công ty cũng đâu có rảnh rỗi cử hai kiểm toán viên từ nước Mỹ xa xôi bay đến để điều tra. Chỉ riêng tiền vé máy bay đã vượt qua số tiền đó rồi.
Trong công ty còn có ai thâm thù đại hận với Khắc Tinh hơn cậu nữa hả? Sổ sách và hóa đơn đó đều do Lâm Tổng kêu mình làm. Ngoài bộ phận kế toán ra, chỉ có chị ta mới được thấy những thứ đó. Không lẽ chị ta... Bóng rổ số 1 là đối thủ của Khắc Tinh mà. Mình rất tò mò anh ấy phản ứng ra sao trước việc này hả? Anh ấy giúp mình tìm được tài liệu của một nhân chứng. Sau khi trải qua sự việc lần này, hình ảnh của anh ấy trong mắt mình lại càng đẹp hơn nữa. Đúng là mình không yêu làm người rồi. Đúng là có nghĩa khí. Anh ấy đúng là tốt bụng ghê. Còn đáng yêu nữa chứ. Nếu là mình cũng sẽ yêu anh ấy. Cậu đừng có mà nằm mơ. Anh ấy là của mình. Tiếc là anh ấy giúp mình tìm được nhân chứng, nhưng người này lại không chịu giúp đỡ. Sự việc lại rơi vào bế tắc nữa rồi. Tự chuốc phiền phức. Alo. Hả? Cái gì chứ? Anh tìm thấy Triệu Tuấn rồi hả? Tốt quá rồi. Tôi nghĩ anh ta không đến đâu. Đã quá giờ hẹn 3 tiếng đồng hồ rồi mà. Điện thoại thì lại tắt máy. Rõ ràng anh ta không muốn giúp chúng ta rồi. Đây là người duy nhất có thể giúp Lục Lệ Thành. Nếu cả manh mối này cũng đứt, Lục Lệ Thành thật sự không cứu được rồi. Vậy chúng ta chủ động đến văn phòng tìm anh ta đi. Anh ta đã không xuất hiện, chúng ta phải đến tận nơi tìm thôi. Đi thôi. Alo, chào ông. Dạ được, việc này tôi sẽ nhanh chóng xử lý giùm cho ông ạ. Xin chào, anh chị tìm ai ạ? Chào cô, chúng tôi đến tìm ông Triệu Tuấn. Hai người có hẹn trước không? Không có hẹn trước. Tên của hai người là gì? Tôi là... Cô ấy tên Tô Diệp. Tôi là Tống Hữu Di. Chúng tôi tới tìm ông Triệu Tuấn vì muốn hỏi ông ấy về vấn đề đầu tư. À, vậy mời hai người đến phòng chờ ngồi đợi một lát. Tôi sẽ gọi ông ấy đến ngay. Cảm ơn. Bên này. Sao hồi nãy anh lại dùng tên giả vậy? Anh ta đã lỡ hẹn. Nếu như chúng ta thẳng thắn báo tên thật với anh ta chắc chắn sẽ không ra. Thông minh. Có điều cái tên Hữu Di đó là tên anh họ của tôi. Chào hai người, tôi là Triệu Tuấn. Đây là danh thiếp của tôi. Không biết hôm nay hai người muốn tôi tư vấn tình hình đầu tư thuộc phương diện nào? Rất xin lỗi anh Triệu Tuấn, chúng tôi không đến bàn chuyện làm ăn. Chúng tôi là người của công ty MG, muốn nhờ anh Triệu giúp một việc. Tôi tin rằng Lục Lệ Thành hoàn toàn trong sạch. Anh làm việc với anh ấy lâu như vậy, nhất định hiểu rõ anh ấy hơn tôi. Bây giờ chỉ có một mình anh mới có thể giải thích giúp chúng tôi. Khoan tính chuyện anh ấy từng là cấp trên của anh. Cho dù bây giờ hai người không còn làm chung nữa, hai người vẫn là bạn bè. Có lẽ đây chính là lúc anh nên đứng ra giúp anh ấy làm sáng tỏ mọi gì. Anh Triệu Tuấn à, sự việc lần này xin nhờ anh giúp đỡ cho. Không phải tôi không muốn giúp, mà tôi không muốn rước thêm phiền phức. Tôi vẫn đang làm cho công ty đầu tư mạo hiểm. Phạm vi của ngành này rất nhỏ, nhìn qua nhìn lại là gặp rồi. Vậy cho nên tôi không muốn liên quan đến rắc rối của công ty cũ nữa. Thật ra anh chỉ cần giải thích sơ với kiểm toán viên để họ nắm rõ tình hình là được rồi. Nếu không thì lần này Lục Lệ Thành giỏi cách mấy cũng khó mà giải thích cho rõ ràng xuất xứ của khoản chi phí công tác này. Nói thật lòng á, mới ban đầu tôi không có cảm tình với Lục Lệ Thành cho lắm. Đúng, về phương diện công việc anh ta rất xuất sắc, nhưng về phần cư xử với cấp dưới
quá khắt khe. Lúc còn làm với anh ta tôi chịu rất nhiều ấm ức. Tuy là bây giờ tôi đã rời khỏi MG, nhưng mà tôi cũng có nghe Phong Phanh nói Tống Tổng và Lục Lệ Thành đang là hai đối thủ cạnh tranh lớn của MG. Vì lý do gì mà anh lại giúp anh ta vậy? Công việc và cạnh tranh không hề mâu thuẫn nhau. À, Thành thật xin lỗi. Triệu Tổng, công ty Dược Hải Thành có tài liệu cần anh ký gấp. Ở đây nè. Xin lỗi hai người, dù nói gì đi nữa, vũng nước đục này tôi không định lội vào đâu. Hai người thấy rồi đó, tôi rất bận, tôi đi trước, xin lỗi nha. Sao vậy? Cũng tại Lục Lệ Thành hết. Bình thường đối xử người khác quá khắt khe, anh xem bây giờ không ai chịu giúp anh ta hết. Cô đừng lo, bây giờ Triệu Tuấn làm ngành đầu tư mạo hiểm, tôi sẽ hỏi thăm tình hình công ty anh ta, biết đâu tìm được cách khác thì sao. Helena, việc thanh toán chi phí công tác trong nhóm cô có tình trạng báo cáo vượt cấp hay không? Không có chuyện đó, bộ phận tài vụ luôn báo lên từng cấp một. Như vậy thì có nghĩa là toàn bộ việc thanh toán chi phí công tác của nhóm đều do một mình Lục Tổng quyết định. Vậy cho nên khi xảy ra vấn đề gì, chỉ có một mình anh ta chịu trách nhiệm thôi, đúng không? Biết đâu có trường hợp nào đó bị bỏ sót thì sao? Nhưng một người thông minh tinh ý như Lục Tổng sao có thể sơ suất như vậy được chứ? Nếu xuất hiện bất cứ tình huống đặc biệt nào, anh ta nhất định sẽ được lợi. Tôi nói đúng không? Chuyện gì vậy? Tô Mạng à, Linda vừa gọi cho tôi đến điều tra. Mọi câu hỏi đều nhắm vào thiếu soái hết. Hình như họ đã khẳng định tất cả những chuyện này đều do mình thiếu soái gây ra. Tôi nghĩ thiếu soái khó qua khỏi kiếp nạn này rồi. Cô đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách mà. Chính vì tôi không có cách nào khác cho nên mới tìm cô. À, hay là chúng ta nhờ bạn bè tìm thử hết các khách sạn ở Dubai xem sao. Không kịp nữa rồi, cho dù có liên hệ được cũng không kịp nữa. Thiếu soái ở bên đó phải giải quyết công việc quan trọng. Cho dù anh ấy có bỏ hết công việc ở bên đó rồi đáp chuyến bay nhanh nhất về đây, thì những kẻ muốn hãm hại anh ấy đã đạt mục đích rồi. Hy vọng quá mong manh. Helen, thật ra tôi đã có một số manh mối. Hay là chúng ta chia nhau ra làm. Lần này chúng ta nhất định phải giúp Lục Tổng tìm ra lối thoát. Có thật không? Ừ. Cảm ơn cô, Tô Mạng. Chúng ta còn phải đợi đến khi nào? Hay là chúng ta xông thẳng vào công ty, trực tiếp tìm anh ta đi? Không được, lần nào cũng đến công ty làm phiền anh ta hết, khiến anh ta khó chịu là coi như xong đó. Ôi, lần nào cậu tìm mình cũng không có gì hay hết á. Toàn bắt mình làm tài xế, chạy việc cho cậu thôi à. Một chút nhất xám cũng không có nữa. Có muốn mình tốt với cậu hơn không? Nè, ăn đi.
Đến rồi. À, chào anh Triệu. Lại là cô hả cô Tô? Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không bao giờ tới đó nữa đâu. Thật ra chỉ cần anh xuất hiện giúp chúng tôi giải thích là được rồi, không mất nhiều thời gian của anh lắm đâu. Tôi nói rồi, việc liên quan đến Lục Lệ Thành tôi không định dính dáng nữa. Xin lỗi tôi không giúp được. Tránh ra. Tránh ra cho tôi lên xe. Anh Triệu à. Phải rồi cô Tô, hai chúng ta đều là người trong ngành, sau này cô đừng có đến gặp riêng tôi nữa. Lỡ như truyền ra ngoài khiến người ta hiểu lầm sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho tôi đâu. Ê, anh nghe tôi nói đã. Tránh ra. Nè, anh làm sao vậy? Tôi biết là sự không? Mở cửa ra. Ê, cái cô này sao phiền phức quá vậy? Mở cửa ra. Tôi kêu anh mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Nè, anh Triệu Hoa, mở cửa ra. Anh Triệu Hoa. Anh nói không hả? Mở cửa ra. Nè, anh Triệu Hoa. Mất là sao vậy cùng vậy hả? Ôi trời, bây giờ hết hy vọng rồi. Ai nói là hết hy vọng chứ? Lên xe, đuổi theo. Nhanh lên. Đừng để mất dấu, mau lên. Chạy rồi, mau đuổi theo. Không thể để anh ta chạy mất được. Mau lên, mau đuổi theo anh ta đi. Nhanh lên, mau chạy theo anh ta đi. Hai cô điên thật rồi. Chẳng qua chỉ là quá đơn của Lục Lệ Thành, có đáng liều mạng vậy không? Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự rất cần anh giúp đỡ mà. Bắt nạt phụ nữ hả? Tôi sẽ không đi. Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Bắt nạt lắm sao? Anh đúng là không ra gì mà. Nè, anh có phải là đàn ông hay không vậy? Anh không thể nào khoan dung một chút hay sao? Mà. Ra giấy là không cãi nữa. Tôi không hề quen biết cô. Gì phải biết tôi chứ? Cô là ai mà dám nói tôi hả? Tôi nói cho anh biết chứ. Đừng có đụng người tôi. Anh không có sao chứ? Tôi không cố ý đâu. Tại anh tự nắm tay của tôi cho nên tôi. Mặt của anh bị thương rồi kìa. Ấy trời, sao cậu lại làm anh ấy bị thương vậy chứ? Mình đâu cố ý chứ. Móng tay của mình gãy rồi nè. Mình đã kêu cậu đừng có để móng tay dài rồi mà. Làm sao mình biết là nó gãy chảy máu cậu trong đây nè? Cậu không đi. Đúng là đồ điên. Tôi cảnh cáo hai người, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Nghe rõ chưa? Đừng có đến tìm tôi nữa. Anh Triệu à, anh đừng giận mà. Nè, anh Triệu à. Xong rồi. Lần này không còn gì để nói nữa. Thôi đừng có lo. Biết đâu sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, anh ta sẽ chịu giúp thì sao? Mấy lời an ủi của cậu chẳng có hiệu quả gì hết á. Cũng tại cậu đó, để móng tay màu mè sặc sỡ làm cái gì tức chết đi được à. Đi thôi, lên xe mình đưa cậu về nhà nhé. Anh yêu, sao mặt của anh lại bị thương như vậy hả? Có đau không? Đau chứ, đương nhiên là đau rồi. Vậy tối nay đừng có về nhà, ở lại với em đi ha. Thật ra tối nay vợ anh không có ở nhà, cho nên chúng ta cứ thoải mái. Thật không? Cho tôi mượn thực đơn. Dạ được. Thưa anh, đây là rượu vang của anh. Chúng tôi còn chưa gọi món, ai tặng vậy? Là người đàn ông ở bên kia tặng. Người đó không phải là khách hàng hôm qua đến tìm anh sao? Sao anh ta lại tặng rượu cho anh? Sao anh biết được chuyện của chúng tôi? Cặp đồng hồ tình nhân này rất mắc, một thư ký bình thường không thể mua nổi rồi. Giờ anh muốn gì? Đứng ra làm rõ hết sự thật, thay Lục Lệ Thành giải thích mọi chuyện. Anh và Lục Lệ Thành đang cạnh tranh giành chức giám đốc điều hành, sao lại tốt bụng giúp anh ta vậy? Cạnh tranh là một chuyện, còn vụ việc này lại là chuyện khác. Các anh là bạn thân? Không hẳn vậy. Vậy tại sao anh lại giúp anh ta? Anh không cần bận tâm. Chỉ cần làm theo lời tôi nói, bí mật của anh sẽ không có ai biết. Cấp trên của anh và cả vợ của anh sẽ không biết tới chuyện này đâu. Anh, mau lên. Được, anh thắng rồi. Xin lỗi, thật ra tôi không muốn làm gì. Tôi chỉ hy vọng anh đứng ra làm rõ sự thật. Xin lỗi. Anh nói phải giữ lấy lời. Bí mật của tôi chỉ có tôi và anh biết.
Nếu như có người khác, anh yên tâm, chuyện này là bí mật giữa tôi và anh, sẽ không có người thứ ba biết đâu. Được, tôi hứa với anh. Ngoài ra tôi còn khuyên anh một câu, đừng làm tổn thương người yêu thương anh.